Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt ở đây ở ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Vùng Trôm. Đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng. Tổng cái bầy bò ở đây thì nó có được 7 con, 7 con bò bê, cô chú anh chị và các bạn. Thì giá cả của nó, chú ơi, chú ơi, ra nói nghe nè. Đây thì bây giờ em sẽ nhờ chú chủ nhà ra để tham khảo một số cái giá cả để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem ha. Chú ra đây chú báo giá trực tiếp mình con cái. Ở đây thì bây giờ tổng cái bầy bò này là có 7 con. Bây giờ chú ra chú báo giá theo chú báo từng con giùm con cái để cho khán giả người ta biết được giá như thế nào ha. Đây thì 6 con bê cái này là bà con cô bác anh chị nó thuộc về dòng 1 ha. Bà con cô bác anh chị có thể để lại chúng ta nuôi sinh sản ha. Ở đây thì qua bự, lực, tướng tá thì khỏi chê, chân móng đi đứng nói chung là nghiêm chỉnh hết. Hoàn thiện không áp xe, không trật lỗi gì hết. Và hôm nay em có đến đây, nhà của chú này để ghi hình và báo giá dùm cho chú mấy con bò đây. Thì mong là bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua, thôi kệ để nó đi chú, hết giờ giờ đó. Ba đây. Con này là 13 triệu con. Mỗi con 13 triệu hả chú? Đây. Bò này là nó được tầm 6 tháng hơn hết này ha. 6 tháng hơn hết rồi. Rúng yếm chân móng đi đứng thì theo em kiểm tra là đều hoàn thiện hết nha. Bà con cô bác anh chị xem nè. Nó chân móng đi đứng hoàn thiện hết. Ba con này giờ chốt giá là một con kem pháp cọp, hai con kem pháp cọp nha. Đây có con kem pháp cọp nữa nè. Đó. Con này tướng tá nè, không rất lực, con nào cũng lực hết nha. Đó, chân móng đi đứng hoàn thiện hết. Ba con này mỗi một con là nó có giá là 13 triệu. Còn mấy con kế tiếp chú? Ba con kế này là 15 triệu một con. Con này với hai con này. Hai này đúng rồi, 15 triệu con. Đây con này 15 nè. Chân móng xương sóc nói chung rất là ok, sái tích nghiêm chỉnh, lưng quai rất là lực luôn. Chúc anh chị các bạn. Ở đây thì em đang có mặt tại ấp Bình Lợi, xã Bình Thành hả chú? Ấp Bình Lợi, xã Bình Thành. Đây, rất lực nha. Đây có con 3B, hai con pháp kem. Con pháp kem này, con pháp kem này, nhìn dàn lưng nè. Đó, thấy không, cấp mình, rúng chân móng. Đây, cô chú anh chị các bạn xem nè. Con này, con 3B này. 3B này rúng yếm chân móng cũng hoàn thiệt luôn ha. Với lại con này, mỗi con có giá là 15 triệu. Sái tích thì nói chung là nghiêm chỉnh. Có con nào sái tròm hay gì không chú? Không, cái bò này sái nghiêm chỉnh hết. Sái nghiêm chỉnh hết đúng không? 7 con này là sái nghiêm chỉnh hết. Rồi, ba con này mỗi con giá 15 triệu. Đúng rồi. Đó, còn ba con kia là mỗi con giá 13 triệu. Rồi. Thì là 6 con rồi ha. Rồi bây giờ còn con cuối cùng này giờ chú bán sao đây? Con cuối cùng 16 triệu. Con này 16 triệu 500. Rất đẹp. Đó, dàn yếm nè. Sái nè, chân móng nè. Đây con này 16 triệu 500. Bà con cô bác anh chị ở gần xa có nhu cầu mua thì mọi người liên hệ vào số điện thoại của em 0383 777 696. Ví dụ mà giờ người ta mua hết một bầy này luôn rồi giờ chú có bớt sới nhỉ? Mua hết một bầy á bớt 1 triệu. Gì có 1 triệu hả cha? Mua hết bầy. Bớt 2 triệu đi. Ừ, nhiều người ta muốn bớt người ta 3 triệu không bớt không? Không. Hết một bầy luôn. Hết một bầy không bớt 3 triệu không nổi đâu, chết luôn á. Là 2 triệu thôi. 2 triệu à. Bầy là bớt 2 triệu là hết giá. Rồi, hết mà giá. Mua hết bầy đó phải không? Ừ. Ví dụ người ta mua nửa bầy. Nửa bầy cũng vậy luôn. Nửa bầy cũng bớt 2 triệu luôn. Bầy nửa bầy là bớt 1 triệu. Nửa bầy bớt 1 triệu. Ừ. Mua một bầy thì bớt 2 triệu. Một bầy 2 triệu mà nửa bầy là 1 triệu. Đấy, bà con cô bác anh chị. Thì em chủ yếu là đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng thôi. Và một cái nữa là sẽ đi kiểm tra dùm cho bà con cô bác anh chị về vấn đề chân móng cũng như là sái tích và một số cái đặc điểm của con bò coi coi nó đầy đủ và nó hoàn thiện hay không thôi. Đó, bà con cô bác anh chị xem cái chương trình của em, cái video của em mà cảm thấy thích muốn mua thì mọi người liên hệ vào số điện thoại của em ha. 0383 777 696 để có thể chốt được những con bò này. Nè ba con này giá mỗi con có giá là 13 triệu nè. Cô chú anh chị các bạn,
Bò thì chiều cao em đứng rất là xa nha, một khoảng cách tầm khoảng 3 mét để quay con bò để cho chính xác cho bà con cô bác anh chị xem, chứ để nhiều khi anh chị coi trong video nó khác, còn ở ngoài nó khác thì đôi khi khi mà giao đến thì mình buồn vui em không muốn nha. Ở đây thì ba con này thì chiều cao tại phía sau khu của nó khoảng 1 mét cho tới 1m05, 1m06 ha. Mình đoán nha, bà con cô bác anh chị phải đo trước khi mà mình mua, mình đo ra thử. Ừ em nói vậy đó, chiều cao vậy đó, mình nhắm mình mua được thì mình liên hệ với em. Ba con này mỗi con có giá là 13 triệu nè. Đó, ba con này giá 13 triệu nè. Còn con này rồi hai con kế tiếp là mỗi con có giá 15 triệu, là tổng cộng ba con này có giá, mỗi con có giá 15 triệu nè. Khoảng cách của em đứng khá là xa so với con bò ha. Mình xem để nhiều khi anh chị cô chú chúng ta mua mà nhiều khi nói mua bán trên kênh của Út mua lầm, không có nha. Trên kênh của em là mua bán đâu đó rõ ràng. Đó, rành mạch và cập nhật đầy đủ thông tin để cho bà con cô bác anh chị chúng ta mua bán. Ở đây thì em luôn đặt cái vấn đề là phải hoàn thiện và phải được rõ ràng khi mà chúng ta mua bán, để khỏi ai phải buồn vui, khỏi ai phải mất lòng. Con nào bao thì nói bao, còn con nào không bao